mười mấy cây à, như vậy. Đi đậu trên đường về đi cái này chán chết. Nó đẹp quá, về không xong ra thì mà này. Nó cũng như là ở mình đi tắt bờ ấy. Chỉ cái gì đấy? Thằng kia nó vừa chỉ cái gì đấy? Như mình đi tắt bờ, đi tàu tạch 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 xung quanh núi nước đấy, xong rồi chui vào là có hang. Đây, phong nha cái bàn kìa. Trái này đúng không? Suối nước ngọt, suối nước ngọt. Suối mọc còn 22 cây nữa không? Ừ. Có nên là suối mọc hôm qua giả động thiên đường hả anh? Chưa đến. Có suối mọc rồi động thiên đường. À thế cơ. Thế thì còn phải 30 cây nữa. Đây là suối mọc mà 22 cây kìa. Có suối mọc tí thì sẽ cá lên động trên đường luôn.